Chào bạn. Hôm nay sau mình giới thiệu đến các bạn cái loại rắc nối dây điện à, dây nguồn nha các bạn. Cái này có rất nhiều tên gọi, ví dụ như là connector, uh, header hoặc housing. Thì tùy theo nhiều khi các bạn bạn gọi này gọi kia nó thành nhầm ấy. Thì mình cứ đọc tất cả các tên cho các bạn thấy. Thì đây là các cái loại mà từ nhà mình gọi từ 2 đến 9 chân. Mỗi một túi này là mấy trăm bộ đấy. Đây là cái loại rắc này bạn để ý về cái hình dáng nhé các bạn nhé Đấy các cái chân tròn và thường ở các cái đầu ngoài của rắc thì nó sẽ là các cái cạnh vuông để nó định vị. Rắc này thì nó sẽ chịu cái dòng khoảng 10A và cốt của nó là cốt cốt tròn. Đây nhà mình có các loại 2, 3, 4, 5, 6 và 9 chân các bạn. Loại 12 và 15 thì ít dùng hơn nên nhà mình không nhập, chưa nhập. Ví dụ đây là cái loại rắc 6 này các bạn này, đầu được đầu cái. Rồi các cái kẹp, các cái vị trí kẹp móc vào nhau ấy, nó rất là chắc chắn các bạn nhé các cái răng này sau khi bạn bấm cốt và có dây điện dây điện vào thì các bạn là xỏ vào nhau thì nó rất chắc nha còn bình thường hai cái vỏ các bạn nắp vào nhau thì không bao giờ nó khít đâu tại vì nếu mà khít thì các bạn không nắp được cốt nó quá khít khi ấn cốt vào là nó nó rất là khó người ta đã thiết kế và tính toán hết rồi và cái loại rắc tròn này thì để làm ra nó thì nó khó hơn các cái loại rắc phổ thông hình hình vuông còn đây là các cái chân cốt các bạn Chân cốt tròn Chịu được cái dòng 10, 12A đấy Mình cứ hay nói số tròn khoảng 10A Còn thực ra các bạn nối các cái nguồn thì nó không đến như này đâu Nó chuyên của nó rồi Bạn nào thay thì kích vào cái đường link ở dưới phần thông tin mô tả video Để mua lẻ Còn bạn nào mua nhiều thì các bạn kết bạn Zalo trên số điện thoại màn hình nhé